Sáng 9 tháng 10, tàu Le Loup Bearus mang quốc tịch Pháp đã cập cảng Tiên Sa, đưa hơn 80 khách quốc tế, chủ yếu từ Âu Mỹ, đến với Đà Nẵng. Chuyến tàu Le Loup Bearus khởi động lại dịch vụ du lịch bằng tàu biển đầu tiên sau hơn 2 năm gián đoạn vì COVID-19. Đây là con tàu dẫn đầu của lớp tàu du lịch Bonald Explorers do hãng tàu Bonald điều hành. Chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày là hành trình mới tại khu vực châu Á, được hãng Bonald chào bán trên website của hãng với giá khởi điểm từ 4.240 euro, gần 100 triệu đồng. Le Loup Bearus được giới thiệu là con tàu thân thiện với môi trường, được trang bị hiện đại với phòng chờ được thiết kế mở rộng ra bên ngoài và dịch vụ chuẩn 5 sao. Kích thước vừa phải của con tàu mang đến cảm giác gần gũi và trải nghiệm du thuyền độc đáo. Điểm nhấn của tàu là một phòng chờ đa tầng dưới nước có tên là Blue Eyes. Dự kiến tàu sẽ tiếp tục cập cảng Tiên Sa vào các ngày 16 tháng 10 và 29 tháng 10 để du khách có thể lựa chọn 3 lộ trình tham quan khác nhau tại Ngũ Hành Sơn, Hội An và Mỹ Sơn.